Nguyễn Hương và chương trình truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thân ái chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình hôm nay, Nguyễn Hương mời quý vị và các bạn cùng đến với những hoạt động đoàn hội đội sôi nổi trong số phát sóng 324 kỳ này. Trong chuyên mục Nhịp sống trẻ ngày hôm nay, Nguyễn Hương kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức chính sau đây. Nhân dịp năm mới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp mặt thân mật với các bạn sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Hội đồng đội thành phố đã trao học bổng 15 triệu đồng từ Quỹ Nụ Cười Hồng cho em Hồ Thị Minh Thư. Tại Ủy ban Nhân dân phường 1 quận Phú Nhuận đã diễn ra lễ ký kết liên tịch thực hiện công trình thanh niên tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện do Đoàn Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với quận đoàn Phú Nhuận và Công ty Điện lực Gia Định tổ chức. Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị ký kết liên tịch giữa thành đoàn và các sở ngành thành phố về tham gia thực hiện 6 chương trình đột phá của thành phố giai đoạn 2013-2015. Tại hội nghị, anh Nguyễn Mạnh Cương, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn đã báo cáo kết quả phối hợp thực hiện liên tịch giữa thành đoàn và 9 sở ngành thành phố giai đoạn 2011-2012. Theo đó đã có 9 khu vui chơi thiếu nhi được xây dựng và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí đầu tư trên 35 tỷ đồng. Hàng ngàn mét kênh rạch được nạo vét khơi thông, gần 300.000 cây xanh được trồng ven sông kênh rạch. Các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng được tổ chức thường xuyên, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả mà chương trình liên tịch giữa thành đoàn với các sở ngành thành phố đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các sở ngành quan tâm thêm trong việc thu hút sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, phát động chương trình thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung đã ký kết với nhau. Trong giai đoạn 2013-2015, Thành đoàn thành phố tiếp tục ký kết liên tịch với 10 sở ngành thành phố về tham gia thực hiện 6 chương trình đột phá của thành phố. Trong đó, nội dung sẽ tập trung phát huy vai trò của lực lượng tuổi trẻ thành phố đi đầu trong việc đảm nhận nhiều phần việc quan trọng liên quan đến những vấn đề cấp thiết của thành phố như giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát triển nguồn nhân lực trẻ, vân vân. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2013, Hội đồng đội thành phố đã trao tặng học bổng 15 triệu đồng từ Quỹ Nụ Cười Hồng cho em Hồ Thị Minh Thư, học sinh lớp 53, trường tiểu học Vạn Nguyên, quận 8. Em mắc phải căn bệnh khối u não, trong điều kiện hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Bốn thế hệ gia đình em cùng sống trong ngôi nhà chật hẹp với diện tích 10m². Nguồn thu nhập chính của gia đình từ ba của em là anh Đặng Minh Nhật, nhưng nghề nghiệp không ổn định, gần đây mới xin được làm bảo vệ khách sạn. Sau khi em phát bệnh, gia đình không có tiền chữa trị. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, chia sẻ những khó khăn của gia đình, Ban giám hiệu cùng học sinh trường Vạn Nguyên, Quỹ Tầm nhìn Thế giới và báo Dân trí đã ủng hộ và giúp đỡ Minh Thư một khoản kinh phí điều trị, giúp em vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thời gian điều trị còn dài, nhưng Minh Thư rất phấn khởi vì nhận được sự quan tâm chân thành từ nhiều tấm lòng hảo tâm cũng như sự hỗ trợ của Hội đồng đội thành phố và Hội đồng đội quận 8. Thực là học sinh rất ngoan, tham gia tích cực và đạt được một số thành tích tốt trong các hoạt động phong trào đội của trường cũng như cấp quận. Quỹ Nụ Cười Hồng do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thành lập nhằm chăm lo cho đội viên thiếu niên di đồng Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện, hỗ trợ cho các liên đội khó khăn về cơ sở vật chất nhằm tổ chức hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tốt hơn. Tối ngày 16 tháng 4, Đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Quận đoàn Phú Nhuận ký kết liên tịch và ra quân thực hiện công trình thanh niên 24 tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện năm 2013 tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Nội dung thực hiện công trình là tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, vận động tuyên truyền và tổ chức đăng ký sử dụng điện định mức tiết kiệm hiệu quả đến các cửa hàng, hộ gia đình, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trú đóng trên tuyến đường thực hiện công trình. Đồng thời tiến hành khảo sát, vận động, theo dõi và kiểm tra việc tiết giảm công suất tiêu thụ đối với các khách hàng kinh doanh xóa các bảng biển với quảng cáo sai quy định và sơn lại các trụ điện, trụ chiếu sáng. Kiểm tra và xử lý an toàn tại các trụ điện và trụ chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường và dọn vệ sinh xung quanh trụ điện và trụ chiếu sáng công cộng. Cụ thể, chương trình sẽ vận động các khách hàng kinh doanh cá thể có đèn chiếu sáng quảng cáo thực hiện tiết giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo, tiết giảm công suất sử dụng
vào giờ cao điểm, hướng dẫn khách hàng một số biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Công trình thanh niên 24 tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện được thực hiện từ nay đến tháng 6 năm 2013 tại 24 tuyến đường có mật độ kinh doanh buôn bán sầm uất ở 24 quận huyện. Mục tiêu phấn đấu của công trình là vận động hơn 5.000 khách hàng ở 24 tuyến đường thực hiện tiết giảm ít nhất 10% lượng điện tiêu thụ so với năm 2012. Ngày 14 tháng 4, Nhà văn hóa sinh viên phối hợp cùng Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố tổ chức lễ trao giải liên quan giai điệu Lạc Hồng và trao học bổng sinh viên dân tộc thiểu số năm 2013. Với chủ đề Hát với Đại Ngàn Xanh, liên quan đã thu hút gần 150 sinh viên dân tộc đăng ký tham gia. 40 tiết mục văn nghệ đặc sắc của các dân tộc Việt Nam đã được các bạn biểu diễn ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước, gia đình, tình bạn, tình yêu, bản sắc dân tộc các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Dịp này, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể xã hội, có thành tích học tập tốt và đang theo học tại các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan là dịp để các sinh viên dân tộc thiểu số có một sân chơi giao lưu học hỏi lẫn nhau, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến với bạn bè. Trước đó, Nhà văn hóa sinh viên đã tổ chức triển lãm ảnh 120 hình ảnh về đời sống và những nét văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 tại sảnh Nhà văn hóa sinh viên. Vừa qua, nhân dịp năm mới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, Ban thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp mặt thân mật với các bạn sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra tại hội trường thành phố, thu hút sự tham gia của hơn 200 bạn sinh viên Lào, Campuchia và Việt Nam. Đến tham dự chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dành cho các bạn sinh viên Lào và Campuchia đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động đã góp phần tạo điều kiện để các bạn sinh viên Lào và Campuchia tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng và có thêm nhiều điều kiện để hoàn thành quá trình học tập của mình. Đồng chí cũng nhấn mạnh, chính các bạn sinh viên Lào và Campuchia là một minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị, là nhân tố thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết của ba dân tộc. Những nghi thức trong các ngày Tết cổ truyền của quê hương như buộc chỉ cổ tay và té nước đã được các bạn sinh viên Lào và Campuchia mang đến chương trình với mong muốn đem lại thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công cho những người bạn của mình. Em cũng rất vui mừng được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như của thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho tụi em. Cái thứ nhất là về vấn đề học tập, mà cái thứ hai là trong những kỳ Tết cổ truyền của tụi em mà nhà lãnh đạo cũng vẫn cho sự quan tâm rất nhiều, nên như hôm nay đã thấy là đã tổ chức một lễ Tết cổ truyền của nước Lào và của Campuchia, làm cho mối quan hệ của Việt Nam, Lào và Campuchia càng ngày càng thắt chặt lên. Em thấy rất là vui khi được giao lưu với các bạn, khi hỏi về cái trường đại học mình đang học và thấy các bạn cũng rất là thân thiện và hòa đồng cũng như sinh viên Việt Nam. Và em hy vọng rằng là trong các dịp tới đây thì sẽ tổ chức nhiều cái cuộc giao lưu giữa sinh viên Việt Nam, sinh viên Lào, Campuchia để gắn kết tình đoàn kết giữa ba dân tộc hơn. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi đến các bạn sinh viên Lào và Campuchia những phần quà chúc mừng. Qua đó động viên các bạn cố gắng học tập, tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, góp phần tiếp sức cho công cuộc xây dựng đất nước của mình sau này. Bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng là những hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân dân sâu sắc, là truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với người khuyết tật, số phận không hề mỉm cười với họ. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường của mình, có rất nhiều bạn thanh niên người khuyết tật đã vươn lên trong cuộc sống, khẳng định bản thân, thực sự trở thành những tấm gương cho nhiều bạn trẻ học tập. Với vai trò là người bạn đồng hành của thanh niên, những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhằm chia sẻ với những khó khăn của các bạn thanh niên người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật được vui chơi, giải trí lành mạnh. Năm nay, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2013, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động hướng đến Ngày Toàn dân bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam ngày 18 tháng 4, nhằm tạo cơ hội cho thanh niên, người khuyết tật giao lưu học tập. Đồng thời, hành động ý nghĩa này còn tuyên truyền cho thanh niên và người dân cùng cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ người khuyết tật
vượt qua mặc cảm về bản thân, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, động viên nhau cùng phát triển. Chính bản thân mình cũng là người khuyết tật, thì mình muốn nhắn gửi với những các bạn cũng có đồng cảnh ngộ với mình, cũng khuyết tật giống như mình, thì các bạn hãy vươn lên. Nói chung là phải vượt qua tất cả những cái rào cản mà nó đến với mình. Tại vì những người bình thường thì cái rào cản đến với người ta thì người ta vượt qua có nhiều khi nó cũng dễ dàng, nhưng mà đối với người khuyết tật thì cái rào cản mình vượt qua nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Nên là mình khuyên các bạn là và các bạn hãy dán vượt qua những cái trở ngại mà cuộc sống nó đưa đến với mình để mình vươn lên, mình sống cho tốt, là một công dân tốt. Tại các cơ sở hội, hành trình từ trái tim đến trái tim đã được tổ chức đồng loạt tại 13 cơ sở hội với rất nhiều nội dung ý nghĩa. Ngoài phát quà tại các trường, trung tâm khuyết tật, thì chính những hành động quan tâm chia sẻ và động viên các bạn thanh niên khuyết tật từ hành trình là nguồn động viên to lớn để giúp cho các bạn vượt qua mọi mặc cảm để hòa nhập với xã hội, với cuộc sống đầy yêu thương phía trước. Với hội thao năng động người khuyết tật diễn ra ngày 13 tháng 4 năm 2013, 76 bạn thanh niên người khuyết tật đến từ các trường mái ấm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn tham gia các nội dung thi điền kinh, bơi lội và cờ vua. Hội thao thật sự đã trở thành một sân chơi tràn ngập tiếng cười của tất cả các thí sinh tham gia. Cũng dịp này, ngày 14 tháng 4 năm 2013, Hội Thanh niên khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức các hoạt động vui chơi cho hơn 100 hội viên. Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thi đấu thể dục thể thao như đua xe lăn, thi đấu cầu lông, cắm hoa, cờ tướng, thi trò chơi vận động. Ngày hội sức khỏe cùng người khuyết tật được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường sự giao lưu học hỏi giữa các chi hội, nâng cao nhận thức xã hội đối với người khuyết tật, phát huy khả năng hòa nhập với xã hội của người khuyết tật. Và chương trình văn nghệ từ trái tim đến trái tim chính là một dấu ấn khó quên trong lòng các bạn thanh niên, người khuyết tật. Chính các bạn sẽ là những nghệ sĩ chính trên sân khấu. Chính lời ca tiếng hát của các bạn sẽ làm cho ngày 18 tháng 4 thêm ý nghĩa. Chính những cái xiết tay của các bạn sẽ càng làm cho những trái tim sẽ cùng chung nhịp đập yêu thương. Chương trình còn trao tặng 20 suất học bổng học tập, học nghề từ nguồn học bổng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và 20 máy tính do Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ thành đoàn trao tặng cho các bạn học sinh sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Có thể nói hành trình từ trái tim đến trái tim là một hoạt động có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc. Ở đó có cả những sự chia sẻ yêu thương và sự kết nối với những số phận không may mắn từ các bạn thanh niên, người khuyết tật lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn để tiếp thêm những nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống. Góp phần là những bông hoa có ích và luôn tỏa ngát hương thơm cho đời. Mỗi năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Việc làm này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về công lao dựng nước và giữ nước của các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công khai sinh ra đất nước Việt Nam. Thông qua đó, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Là một trong những hoạt động chính của lễ giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, hội trại tự hào nòi giống Tiên Rồng đã trở thành một hoạt động truyền thống thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia, có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục cội nguồn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc và định hướng kỹ năng sống tốt đẹp cho đoàn viên sinh viên và thanh niên thành phố. Hội trại năm nay do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc và Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố tổ chức, thu hút hơn 1.200 trại sinh là sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố tham dự. Với mục đích là tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên có cơ hội sinh hoạt và vui chơi trong môi trường tập thể, Ban tổ chức hội trại đã tổ chức nhiều trò chơi vận động, trò chơi lớn như hội thi thả diều, cắm hoa, trưng bày mâm ngũ quả, viết thư pháp, kéo co, ném còn, đấu vật, hội thi đẩy gập cấp thành phố, biểu diễn võ thuật cổ truyền, biểu diễn võ thuật vua Việt Nam, triển lãm hình ảnh giới thiệu về công viên lịch sử văn hóa dân tộc, triển lãm ảnh nghệ thuật thư họa Trà Việt. Tất cả các trò chơi đều đòi hỏi sự đoàn kết và phối hợp ăn ý của các thành viên trong đội, với cơ cấu mỗi đội là một tiểu trại. Đặc biệt tại ngày hội cũng đã diễn ra hội sách do công ty phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh Phasa, tủ sách giải trí và giáo dục thực hiện.
Lần đầu tiên là mình tham gia một cái hội trại lớn như thế này, thì mình thấy là cái hội trại này rất là bổ ích vì là một cơ hội để các trường có thể giao lưu với nhau, trao hỏi kinh nghiệm và gắn kết các sinh viên lại với nhau. Trong cái phần thi thì em thích phần thi trưng bày mâm ngũ quả và cắm hoa, tại vì đội nào mà giành được giải nhất trong cái phần thi này thì cái mâm ngũ quả và cái hoa của đội đó sẽ được dâng lên bàn thờ tổ tiên của vua Hùng. Qua đó thì nó sẽ gửi gắm đến cái lòng biết ơn tài năng sức trẻ của sinh viên đối với tổ tiên của chúng ta. Có thể nói các hoạt động của hội trại chính là dịp để các bạn trẻ tìm về với cội nguồn của dân tộc. Đây cũng chính là sân chơi để các bạn sinh viên được giao lưu, gắn chặt tinh thần đoàn kết với nhau và chung đắp niềm tự hào về truyền thống hơn 4.000 năm văn hiến của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên lần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2013 trên kênh HTV9 và phát lại vào lúc 7 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2013 trong chương trình truyền hình thanh niên trên kênh HTV7. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình truyền hình thanh niên thành phố số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com, điện thoại 083 829 8669. Nguyệt Hương thân ái chào tạm biệt.